ngày 21 tháng 11, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết có 8 người dân trên địa bàn vừa phải nhập viện do ngộ độc sau khi ăn thịt chó bị đánh bả. Trước đó, vào ngày 18 tháng 11, con chó của gia đình bà N ở Buôn Cô Si E, phường Tân Lập bị đánh bả chết. Gia đình bà N đã làm thịt con chó và mời hàng xóm đến ăn. Đến khuya cùng ngày, cả 8 người tham gia bữa ăn xuất hiện triệu chứng sốt, buồn nôn, mệt mỏi và được đưa đi cấp cứu. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập, có thể bà con tiếc rồi làm thịt con chó bị đánh bả để ăn rồi bị ngộ độc. Đây là thịt chó do người dân tự chế biến, không phải mua tại quán. Đến sáng ngày 21 tháng 11, sức khỏe của những người bị ngộ độc đã ổn định và họ đã được xuất viện, trở về nhà để nghỉ ngơi